chúng ta đang được đón xem bài trình diễn đồng chiêng trong nghi lễ mừng lúa mới của người đồng bào dân tộc Sa Rai. Theo thường lệ, cứ vào tháng 11 dương lịch hàng năm, đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên lại tổ chức lễ mừng lúa mới. Mừng lúa mới là một phong tục lâu đời của người đồng bào dân tộc Sa Rai và dân tộc Ba Na trên địa bàn huyện Chư Prông, có ý nghĩa tôn vinh hạt thóc của giàng cho dân làng và tập tục cúng giàng cùng cúng các vị thần linh. Đó cũng là lễ cúng của trời đất, của các thần sông suối, thần núi, thần mưa, thần sâm, thần mùa màng để cầu cho mưa thuận gió hòa. Đây là bản sắc văn hóa độc đáo và cũng là một trong những lễ hội lớn hàng năm của hai dân tộc người Ba Na và Sa Rai, với mong ước mang lại cuộc sống ấm no cho cộng đồng ở các buôn làng và sự giao hòa giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên và cảnh vật. Thank you.
Thank you.